Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe trong tầm tay. Những ai đang bị tình trạng tóc bạc sớm, gãy rụng hàng loạt, dù mới bị hay lâu năm, đừng lo, chỉ cần sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc tóc một mao, bao gồm viên uống một mao, dầu gội, viên sủi một mao và xịt dưỡng tóc một mao, giúp tóc đen óng từ sâu bên trong, giảm tình trạng tóc bạc sớm. Là một trong những cách làm tóc an toàn và hiệu quả, nhấc điện thoại lên và liên hệ đến trung tâm theo số 0984604127. Để được ưu đãi ngay hôm nay, chỉ sau 15 ngày tóc mọc đen nhánh, hết đầu nấm ngứa và cực kỳ chắc khỏe. Xin chào các quý vị khán giả. Cũng lâu rồi Hà mới có thời gian để chia sẻ cùng với mọi người. Gần đây Thu Hà cũng có nhận được nhiều inbox hỏi về bí quyết chăm sóc tóc. Thú thật với mọi người, dùng từ bí quyết thì hơi quá lời. Thu Hà chỉ có dùng bộ sản phẩm chăm sóc tóc mộc mao này thôi. Ai gặp tình trạng tóc bạc sớm, bạc nhiều hay rụng tóc sơ rối thì đừng bỏ qua bộ sản phẩm mộc mao này nhé. Mọi người ơi, không chỉ riêng Ngân Quỳnh mà dám chắc 100%, các chị em ai cũng muốn trẻ, muốn sở hữu một mái tóc đen, dày, bóng khỏe phải không nào? Và đây là bộ sản phẩm chăm sóc tóc mộc mao thần thánh của Ngân Quỳnh nè các bạn ơi. Ai mà bị tóc bạc sớm, bạc nhiều hay là rụng tóc sơ rối thì đừng bỏ qua mộc mao nha. Chị Trung xin chào tất cả các bạn. Đây là bộ sản phẩm kết hợp chăm sóc tóc từ trong ra ngoài nên hiệu quả nó nhanh, an toàn, lại không lo tác dụng phụ mọi người ạ. Vậy nên các bạn nào đang lưỡng lự hoặc là đang gặp vấn đề về mái tóc khô, sơ, gãy rụng hay tóc bạc sớm cần một giải pháp toàn diện thì chọn ngay bộ sản phẩm mộc mao này nhá. Đảm bảo hiệu quả bất ngờ luôn. Đấy. Bí quyết sở hữu mái tóc khỏe đen dày của Chí Trung chính là combo mộc mao này. Phải nói tuyệt vời lắm. Thực sự là mình chỉ dùng sau có một tháng thôi thì tóc của mình cải thiện một cách gọi là ngoạn mục. Tóc đen nó mọc lên rất là nhiều này, tóc con nó cũng lởm chởm lên. Tóc bạc thì không còn, và vấn đề là bị sơ rối và gãy rụng thì nó cũng không hề còn nữa. Tóc mình cảm giác là nó suôn, mềm, rất là mềm luôn. Và bên cạnh đấy thì cái mùi hương thơm của nó nhá, thì với cái bộ combo mộc mao này, cái mùi hương thơm mình khác hoàn toàn với các cái sản phẩm khác. Đó là làm cho mình cảm giác là thư thái, tinh thần nó sảng khoái, và nó phải nói là cảm giác như là mình đang ở trong một cái khu rừng gọi là toàn là hoa với cả cỏ thôi. Nó rất là gần gũi với thiên nhiên. Thì chính vì điều này là cũng làm cho mình hấp dẫn là mình sử dụng lâu dài. Đây cũng là một cái động lực để cho mình sử dụng đấy. Thì mình dùng cho đến tận bây giờ thì mình thật sự là mình gọi là gắn kết với cả cái bộ combo chăm sóc tóc này rồi. Mình sử dụng hàng ngày đều đặn. Thì đến bây giờ phải có một cái mái tóc tương đối là hài lòng. Bằng ngủ nha. Mới có 2-3 tháng thôi. Trời ơi, tóc tôi ha, nè coi nè. Đây. Đấy, nó mọc dày lên như nè. Đó. À, mà nó chắc khỏe nữa. Ê, nhưng mà cái nó đen nữa nha, đen luôn. Đây là bộ sản phẩm chăm sóc tóc thần thánh mộc mao. Cảm ơn trung tâm mộc mao rất là nhiều. Những ai đang bị tình trạng tóc bạc sớm, gãy rụng hàng loạt, dù mới bị hay lâu năm, đừng lo, chỉ cần sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc tóc mộc mao, bao gồm viên uống mộc mao, dầu gội, viên sủi mộc mao và xịt dưỡng tóc mộc mao, giúp tóc đen óng từ sâu bên trong, giảm tình trạng tóc bạc sớm. Là một trong những cách làm tóc an toàn và hiệu quả, nhấc điện thoại lên và liên hệ đến trung tâm theo 0984604127 để được ưu đãi ngay hôm nay. Chị Hà ơi, như trên lúc đầu chia sẻ thì hôm nay là đến với cái chủ đề này chị cũng rất là háo hức và chị cũng muốn chia sẻ chuyện của mình, đúng không ạ? Đúng rồi, Cát Tường. Dạ, chị cứ chia sẻ đi ạ. Thì mình đến với cái chương trình này thì với cái tư cách được khách mời là mình cũng đã dùng qua cái sản phẩm mộc mao của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tobi. Mình dùng khoảng 3-4 tuần á, thì mình thấy cái tình trạng tóc bạc với lại tóc rụng của mình nó cũng giảm đi nhiều lắm. Thì mình kiên trì mình sử dụng thêm một thời gian nữa thì mình thấy kết quả rất là vừa ý. Và bây giờ thì mình đã sở hữu được cái mái tóc mà nói chung là chắc khỏe. Dạ. Bóng mượt, đen hơn lúc trước nhiều rồi. Dạ đúng rồi, Tường nhìn thấy là mái tóc của chị rất là đẹp luôn. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì chị Hà có nhắc đến cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc thảo dược mộc mao thì đã giúp cho chị Hà là phục hồi lại được cái mái tóc của mình. Như vậy thì xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái bộ sản phẩm này, nó có công dụng như thế nào và những ưu điểm vượt trội của nó như thế nào ạ? Dạ vâng, thì như chị Hà vừa chia sẻ thì thôi cũng tìm hiểu cái bộ sản phẩm này và thấy là nó có chứa một số những cái dưỡng chất cần thiết cho
mái tóc như là L-cysteine hay là kẽm gluconate nè, vitamin B2, rồi bên cạnh đó là còn có bổ sung những cái dưỡng chất từ thảo dược, từ cái cao hà thủ ô, rễ khúc hắc hay là cao tăng thầm vân vân. Thì bộ sản phẩm này theo tôi tìm hiểu thì tôi thấy là một số những cái người sử dụng rồi á đã cho thấy là có cải thiện, như là chị Hà là cải thiện những cái tình trạng bạc tóc nè, rồi mái tóc nó cũng bóng mượt, cũng đẹp hơn, và đặc biệt là hình không có mang lại cái tác dụng phụ nào cả, rất là an toàn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của bác sĩ ngày hôm nay đã giúp cho chị em phụ nữ chúng ta nói riêng và toàn thể tất cả chúng ta nói chung có thêm những cái sự hiểu biết về cách để chăm sóc làm sao cho cái mái tóc của mình. Thứ nhất là nó được đen, nó được bóng mượt, nó chống gãy rụng và đặc biệt là giúp cho tóc của chúng ta nó không rơi vào cái tình trạng là bị bạc sớm. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Khung giờ phát sóng của chương trình Sức khỏe trong tầm tay đến đây là hết rồi. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và một lần nữa cảm ơn bộ chăm sóc tóc Mộc Mao của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tubi đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị